Thực sự đây là một cái bí kíp mà Alibaba sử dụng mà gần như nó cũng không lạ lắm đối với một cái mô hình Ponzi trên thế giới trong cái câu chuyện huy động vốn theo cái biểu đồ hình cây hoặc được gọi là mô hình đa cấp. Thì cách thức là làm thì đánh vào cái lòng tham của phần lớn những người tham gia. Đặc biệt là câu chuyện là cam kết lợi nhuận với mức 28% cho một năm. Thì mô hình này vẫn hoạt động khá là ổn định và bền vững, thậm chí là còn trả dư phần lợi tức. Lý do là bởi vì trong vòng 3 năm trở lại đây, từ 2016 đến năm 2019, thì bất động sản ở nhiều khu vực có mức tăng là trung bình khoảng 3 lần. Và nhiều cái bất động sản giá rẻ, và từ cái câu chuyện mà phân lô bán nền ở những cái vùng xa gọi là đánh bắt xa bờ thì có cái mức tăng còn nhiều hơn là mỗi năm một lần. Do đó cái việc cam kết lợi nhuận là 28% cho một năm để làm thì nó hoàn toàn phù hợp và vẫn duy trì được cái mô hình này. Và cái tốc độ phát triển của mô hình này nó đã lớn lên tới, nếu theo như đúng như lời ông Luyện chia sẻ, thì vốn chủ sở hữu của Alibaba lên tới 5.600 tỷ. Đây là con số không nhỏ, với cái lượng nhân viên tham gia là khoảng tầm đâu đó là 2.600 người. Thì cách làm của mô hình này như sau. Mô hình bán đất huy động vốn của anh em nhà Nguyễn Thái Luyện và của Alibaba là như thế này. Đầu tiên á, thì Alibaba sẽ huy động bằng cái vốn của gia đình, vốn của người thân, vốn tự có. Thì nó nằm ở đâu đó khoảng, tôi lấy ví dụ là huy động được khoảng tầm 100 tỷ đồng. Dùng tiền này thì để đi mua khoảng tầm 10 hectare đất nông nghiệp hoặc là đất trồng rừng, ví dụ thế. Sau đó thì Alibaba sẽ chia ra với cái tỷ lệ là 3-7, tức là 30% sẽ làm hạ tầng và 70% cái đất mà vừa mua thì sẽ phân lô bán nền. Thì mỗi nền thì trung bình nó khoảng tầm 100m². Như vậy là Alibaba sẽ có 700 nền để bán cho khách hàng. Đúng không anh chị và các bạn? Bây giờ mua 10 hecta với cái mức giá là 100 tỷ ban đầu thì chia tỷ lệ như vừa nói thì sẽ có 100 nền. Vậy thì bây giờ cái việc bán là như sau, họ sẽ bán như thế nào? Họ sẽ chia làm 3 đợt, mỗi đợt phân làm 2 loại khách hàng. Một cái loại khách hàng thứ nhất đó là khách hàng là nhận cái nền đất, và loại khách hàng thứ hai là không nhận nền mà chỉ nhận tiền lãi thôi. Ví dụ như là mỗi nền mở bán giá ban đầu là khoảng 300 triệu đồng. Thì vậy Alibaba sẽ thu về được gấp đôi số tiền bỏ ra là khoảng 210 tỷ đồng. Giả dụ là bỏ ra 10 tỷ đồng để làm 30% cái phần hạ tầng là đường, trường, trạm các thứ, tức là đường với nước các thứ. Thì sau một đợt bán, đợt 1 là giai đoạn 1 thì Alibaba sẽ chia theo cái nguyên tắc là 20-80 thì bước vào cái giai đoạn bán đợt 2. Thì sau cái đợt 1 thôi á, thì anh chị và các bạn đã thấy được rằng là từ cái số vốn 100 tỷ ban đầu thì Alibaba đã thu về 200 tỷ rồi. Đó là cái cách đầu tiên, bước 1. Bước 2 thì sau đó sẽ làm như thế này. Giai đoạn này Alibaba sẽ chia làm nguyên tắc là 20-80, tức là 20 là 20% khách hàng chọn nhận nền, 80% là số còn lại chọn nhận lãi suất hấp dẫn. Mà cái lãi suất mà cam kết á, thì nó nằm ở 14% cho 6 tháng, tức là 28% cho 1 năm. Thì nói thật ra thì bây giờ với lãi suất ngân hàng vay đang là 14% thì cái câu chuyện này thì dễ dàng rất nhiều người sẽ tham gia. Và 80... cái giai đoạn 2 á, thì khi mà chia 20-80, tức là 20% là khách hàng chọn nhận nền đất, còn 80 là số còn lại chọn nhận lãi suất hấp dẫn, thì ai chọn nhận lãi suất sẽ có thêm điều kiện là nền đất đó được Alibaba toàn quyền sử dụng. Vậy là 80% của 700 nền đất đó, ta có con số là khoảng tầm 560 nền là Alibaba tiếp tục toàn quyền sử dụng. Còn lại thì có 20% trong số 700 nền trước đó thì họ nhận nền, thì coi như là Alibaba sẽ cam kết và hứa hẹn là sẽ làm số cho 20% nhận nền. Còn lại 560 nền thì Alibaba sẽ toàn quyền sử dụng và họ sẽ tiếp tục mở bán cái đợt 2. Họ mở bán đợt 2 thì giá lúc này là giá gốc của đợt 1 cộng với cái lãi suất phải trả cho khách hàng và cộng thêm với 10% chi phí quản lý của Alibaba. Thì tổng mỗi nền của đợt 2 là khoảng tầm 420 triệu. Tính theo cái phương pháp tức là cộng với 28% cái phần lợi tức và cộng với 10% cái phần chi phí quản lý, tức nằm ở khoảng tầm 38%, thì nó sẽ đẩy cái nền đất này từ 300 triệu lên 420 triệu. Thực ra là đất với một cái miếng đất 100m² với 420 triệu trong thời buổi hiện nay thì thực sự là quá mềm và rất nhiều người sẽ đồng ý tham gia. Vậy là với 560 nền thì Alibaba sẽ bán ra thu về khoảng 235 tỷ đồng. Khách hàng sẽ được nhận lãi theo cam kết. Thì bởi vì khi nó đẩy cái đợt bán lần 2 lên bằng vào cái giá đất thì cái người mua cái đợt 2 á
thì là cái thành phần sẽ trả tiền cho cái đợt một và những cái người mà nhận lãi trước đó. Do đó nên cái mức lãi vẫn được duy trì cam kết là nhận. Ở đây thì nó hơi biến tướng theo cái mô hình Ponzi, tức là mô hình là huy động của người này để lấy tiền người này trả người kia, thì nó đẩy vào một cái sản phẩm đó là đất. Đó là đất, và cái đất này thì hình thành trong tương lai thì có hoặc không có thì chưa quan trọng. Quan trọng là trên sổ sách đã ghi là có đất rồi. Ok. Thì bây giờ là sau cái phần đợt 2 á thì khách hàng là họ sẽ thu về 235 tỷ. Với đợt 2 này thì nguyên tắc là 73 được áp dụng, tức là 30% sẽ nhận đất và 80% sẽ nhận tiền lãi hấp dẫn của cái vòng xoay như thế này. Thì tại sao cái mô hình này nó hoạt động rất là hiệu quả trong cái giai đoạn vừa qua? Là bởi vì thực ra không có mô hình này mà chỉ cần mua đất bỏ đó thì mỗi năm cũng có một lần rồi. Nên cái câu chuyện mà khi cộng thêm với lại 28% cam kết, cộng với thêm 10% chi phí quản lý của Alibaba nữa là 38%, thì nó vẫn hoàn toàn hợp lý. Hợp lý nên là nó mới duy trì được và nó mới phát triển được. Tức là người ta bảo là cái gì hợp lý thì nó sẽ tồn tại, mà cái gì tồn tại tức là hợp lý. Tức là nó chạy được như cái câu chuyện đó. Cái điểm mấu chốt ở đây ấy, đó là vấn đề đó là gì? Cái khu mà Alibaba nó phân lô ra nó bán á, thì nó có pháp lý hay không thôi. Chứ nếu mà thực sự mà ông Luyện ông mà làm chậm hơn một chút, ông ấy triển khai cái dự án và có pháp lý một cách đàng hoàng, có cái quy hoạch 1/500, có rất nhiều cái vấn đề chi tiết về cái việc mà Ủy ban Nhân dân của tỉnh thành nào đó cho phép phân lô ra bán nền, và ông ấy có bỏ tiền vào xây dựng, thì đảm bảo luôn cái mô hình này trong 3 năm vừa qua hoạt động rất là hiệu quả luôn. Thì cái đợt bán lần 3 thì là ông Luyện ông sẽ cũng làm theo cái phương pháp tương tự, tức là sẽ 20% mà ai mà đồng ý nhận nền thì cho nhận. Còn lại nếu như mà 80% còn lại mà gọi là không đồng ý nhận nền, chỉ nhận lãi thôi, 28% cho một năm, thì ông ấy lại tiếp tục là với một cái bản cam kết ký tiếp theo là toàn quyền sử dụng cái phần mà đất của cái khách hàng mà chỉ nhận lãi. Sau đó thì ông sẽ triển khai bán lần 3 thì vẫn cái phương châm cũ như thế, thì là đẩy thẳng vào đó 28% cái phần mà chia cho khách hàng cộng với 10% cái lợi tức của Alibaba là cái phần chi phí quản lý. Thì nó sẽ đẩy cái giá của nền đó từ 420 triệu và bước thêm lên một cái bước mới, đó là sẽ bán cái nền đất này 100m² với 588 triệu. Còn cái nền này ở đâu như thế nào thì tất nhiên là trên bánh vẽ, chủ yếu là trên bánh vẽ. Còn tất nhiên là trong cả hàng vài chục dự án Alibaba nó làm á, thì không phải là không có những cái dự án mà được phép là phân lô bán nền, hoặc là Alibaba đứng vai trò là trung gian bán cho một số cái đối tượng, một số đơn vị. Nhưng trong đó một số những dự án cực lớn và siêu lớn thì không nhận được cái sự đồng tình của các cơ quan chức năng. Và điểm sai mà ông Luyện ông dính phải và cuối cùng là đang bị khởi tố, tức là gọi là tạm giam 4 tháng để điều tra về cái câu chuyện là gọi là lừa dối trong cái việc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản á, thì nó nằm ở mấu chốt ở chỗ này. Vậy thì cái vấn đề đặt ra ở chỗ là vì sao cái mô hình này lại hoạt động rất là tốt? Thì cái tốt ở đây nó nằm ở chỗ là người ta bảo là hên thôi, chứ xui thì chết thì đứt rồi. Hên là bởi vì 3 năm vừa qua 2016 cũng là thời điểm mà Alibaba bắt đầu hoạt động, đến năm 2019 thì đất đai nó tăng, và cái việc mà tăng giá thêm 38% cho mỗi cái miếng đất sau khi bán lần 1, bán lần 2, bán lần 3 nó vẫn phù hợp và vẫn tìm được đối tượng khách hàng mua mới, là bởi vì giá bất động sản nó tăng gấp một lần cơ. Ví dụ như là quận 9 thôi, chỉ trong vòng tầm 3 đến 4 năm trở lại đây á, thì giá đất á, tôi lấy ví dụ như đường Đỗ Xuân Hợp chẳng hạn, dự án Hoàng Anh Minh Tuấn chẳng hạn, cái đây khoảng tầm ít năm á, thì nó giá nó khoảng tầm 18 triệu, 20 triệu mét vuông thôi. Thưa với anh chị và các bạn, ngay bây giờ nếu Hoàng Anh Minh Tuấn á, thì nó đã là 6 mấy triệu rồi. Thế anh chị và các bạn nhân cái rồi, thậm chí nếu ông Luyện ông mua đúng một miếng đất thôi, ông đừng có mua cái đất nông nghiệp mà cái kiểu mà gọi là vi phạm pháp luật, mua một miếng đất thông thường từ cái thời kỳ 2016, ông vẫn sử dụng cái miếng đất đó làm cái nền tảng để mà dùng giống như một cái sản phẩm để chơi cái bài Ponzi này, thì vẫn hoàn thành mà chẳng có khi còn chẳng vi phạm pháp luật nữa cơ. Bởi vì đơn giản nó có tài sản, nó có cái tài sản đảm bảo, và rõ ràng cái tài sản đảm bảo đó ngày trước ông mà bỏ ra 100 tỷ để mua một cái miếng đất, thì bây giờ cái miếng đất đó nó đã có giá khoảng tầm là nhân với 3 lần rồi là khoảng 3 đến 400 tỷ rồi. Thì nó là cái nền tảng để có thể phát triển cái mô hình này. Nhưng cái mô hình này nó biến tướng một cách hơi thái quá. Và tại sao mà anh chị và các bạn đặt ra câu hỏi là tại sao mà cơ quan chức năng thì muốn những người tham gia, tức là những khách hàng tham gia bị lừa trong cái câu chuyện này thì tố giác, nhưng mà rất nhiều trong số những khách hàng đó thì lại làm đơn không tố giác. Lý do tại sao? Thì cái lý do nó nằm ở như thế này anh chị và các bạn này. Cái việc mà khi mà người ta tham gia cái mô hình này á, thì là nó là cái bài toán nó sẽ là thế này: được ăn cả và ngã về không. Bởi vì bây giờ nếu như mà cái người chủ người trên đỉnh của cái mô hình Ponzi mà sụp thì toàn bộ số tiền mất. Vậy thì cái người tham gia họ vẫn mong muốn rằng là không tố giác để cho cái người chủ này tiếp tục phát triển và phát triển thêm các dự án mới, rồi tận dụng cái mô hình này, và họ chỉ cần duy trì là đâu đó khoảng tầm là
hơn 3 năm một tí thôi là họ đã hòa vốn rồi, bởi vì mỗi năm là nhận 28% thì hơn 3 năm là nhận đủ 100% rồi, thì họ đã nhận, biết có một số người trong đó là nhận 2 lần rồi. 28 là đã thành là gần 50% rồi, 56% rồi. Thì chỉ cần một lần nữa thôi là họ đã hòa vốn, nên họ sẽ không bao giờ tố giác. Họ muốn rằng là để cho cái câu chuyện này nó tiếp tục kéo dài thêm nữa, thì như vậy thì họ sẽ thu hồi được vốn và thậm chí là có lời. Còn nếu như mà tố giác á, thì đôi khi á, nếu như mà tài khoản của công ty này đóng băng thì đồng nghĩa với câu chuyện là chưa chắc họ đã lấy được tiền, và những người tham gia chắc chắn sẽ không bao giờ. Thậm chí á, cái câu chuyện mà ở video trước chúng tôi nói về câu chuyện là sale của Alibaba chính là khách hàng, những người làm sale cho Alibaba chính là khách hàng chính, sau đó thì những người sale này tiếp tục huy động thêm những người khác vào trong cái mô hình này, thì nó sẽ tạo ra cái nguồn cơn là lý do tại sao những người nhân viên của Alibaba để bảo vệ, gọi là thậm chí là chống đối cơ quan chức năng, thậm chí bảo vệ đến cùng về cái việc mà họ đang làm. Nhưng mà những người tham gia không hiểu được rằng là cái bản chất của câu chuyện nó sai ngay từ ban đầu. Cái ban đầu ở chỗ là anh em nhà ông Luyện có làm đúng cái vai trò là một người phát triển bất động sản hay không. Nếu làm đúng một vai trò người phát triển bất động sản, có dự án đàng hoàng, có quy hoạch 1/500, có những cái vấn đề liên quan đến là ủy ban thành phố, ủy ban của các quận huyện đồng ý cho phân lô bán nền, thì nó không chết ở đâu. Nó không chết bởi vì là nó hên trong 3 năm vừa qua nó tăng. Thì đó là cái mà cái gọi là cái bí kíp mà hiện nay không chỉ Alibaba mà không thiếu những cái doanh nghiệp bất động sản hiện nay trong xã hội, và thậm chí một số cái mô hình liên quan đến Bitcoin, liên quan tới rất nhiều những cái phương pháp huy động vốn hiện nay đều làm theo cái bài là anh chị không cần phải làm gì cả, cứ giao tiền cho chúng tôi, lãi tự động nó sẽ về, tức là chỉ cần nằm ngửa là ăn tiền thôi. 28% một năm thì ai mà không thích, bởi vì bây giờ vay ngân hàng 14% đem đi gửi cho cái ông X gì nào đó lấy 28% lời 14% rồi, thì bản thân là nó quá dễ, quá đơn giản, lại thêm cái phương pháp huy động vốn gọi là quá là siêu của cách mà ông Luyện đã hướng dẫn cho nhân viên Alibaba nữa, thì quả thật là tuyệt vời để có thể đưa ra một cái mô hình mà đặc biệt là những bạn như sinh viên, là những người mới ra trường, những người chưa có vốn, gọi là hoài bão và cái năng lượng thì còn đang hừng hực, nhưng mà cái khả năng làm giàu nhanh chóng như thế thì ai mà không thích. Thì rõ ràng rất nhiều trong số những nhân viên của Alibaba là đang là sinh viên, hoặc là đang là những người mà mới sinh viên mới ra trường, chưa có tiền, nhưng mà đưa cho một cái mô hình như thế thì họ tin tưởng, và đây là một phương pháp làm giàu chứ không phải là không được, nên là họ thực sự rất đặt cái niềm tin vào cái chương trình này. Thì để xong sắp tới đây thì cơ quan nhà nước cũng như là Bộ Công an sẽ làm rõ các cái vấn đề này cho anh chị và các bạn. Thì đây là một trong những cái chia sẻ mà chúng tôi đọc được và nghiên cứu được trên một cái trang Facebook của anh Trần Phi Tuấn, một trong những người mà đã có nhiều cái trải nghiệm trong kinh doanh bất động sản và có cái am tường hiểu biết về cái lĩnh vực mà Alibaba đang làm, thì chia sẻ lại với anh chị và các bạn qua một cái video để anh chị và các bạn có cái góc nhìn cụ thể hơn về cái cách và các cái mô hình Fuji, tức là mô hình gọi là đa cấp biến tướng ở Việt Nam mình đang sử dụng cho cả cái câu chuyện bất động sản và cho cả câu chuyện Bitcoin đang làm. Nhiều người, tôi nói thêm một vấn đề về một chút về gọi là đồng tiền số nữa. Tiền số trên thế giới thì là, tức là mua bán đồng tiền số là bằng cái phương pháp, tức là họ sẽ mở một cái tài khoản, bỏ tiền vào mua đúng đồng tiền số đó. Nhưng ở Việt Nam mình biến tướng theo cái cách tức là huy động vốn, sau đó thì có mua hay không thì không biết. Và cách làm tức là cũng căn cứ, tức là gọi là trả lại cái gọi là cái lợi tức. Hiện nay thì tiền số được trả lợi tức với cái mức là 15% cho 6 tháng, tức là 30% cho 1 năm. Và đồng tiền số trong những năm vừa qua, đặc biệt là cái giai đoạn từ đầu năm 2019, tăng từ hơn 3.000 đô cho một đồng Bitcoin lên mức là hiện nay là 10.000 đô cho một đồng Bitcoin. Thì rõ ràng với mức tăng hơn 3 lần như vậy thì họ duy trì cái mức lợi tức 30% là quá đơn giản. Nhưng nếu anh chị phải đặt câu hỏi là nếu như nó nghịch, tức là đồng tiền số nó lao đầu, nó giảm lại, thì cái mô hình này sẽ bị phá vỡ. Và mô hình phá vỡ thì đồng nghĩa với việc là anh chị sẽ không được trả cái phần tiền lợi tức nữa. Và nói chung là giống như là cái công ty mà năm 2017 có một cái công ty cũng là hoạt động trong cái lĩnh vực tiền số, họ tuyên bố rằng là cái ông chủ là đi mất rồi, chết rồi, hay là đi đến nước ngoài rồi. Thế là tất cả cái mô hình đấy là gọi là nát tanh bành luôn. Thì câu chuyện của Alibaba và một số anh chị bảo là Alibaba và 40 tên cướp ấy, là nó y chang như vậy luôn. Và đó là cái cách thức mà rất nhiều người trong xã hội hiện nay không nhận ra, và rất nhiều những bạn trẻ dính phải các cái mô hình kiểu như thế này. Làm giàu thì ai cũng muốn, nhưng mà làm giàu chậm thì không ai muốn cả, ai cũng muốn làm giàu nhanh thôi, chứ làm giàu chậm thì không muốn đi làm để kiếm tiền, nhưng mà muốn làm sao để mà nhanh chóng có tiền và nhanh chóng làm giàu. Thì cái đây là cái lời cảnh báo cho rất nhiều quý anh chị và các bạn trong các cái việc kinh doanh, đầu tư, hoặc là tham gia thị trường chứng khoán, thị trường Bitcoin, thị trường vàng hay là thị trường bất động sản, thì cần phải lưu tâm và để ý thật kỹ trong những cái câu chuyện mà nghe người khác nói rằng là cứ dễ dàng kiếm tiền, không cần phải làm gì hết, chỉ sử dụng các cái phương pháp như trên là thành công, thì cũng cần lưu tâm và lưu ý.